So sánh trái sầu riêng Musangin, sầu riêng ngon nhất thế giới và sầu riêng Campuchia. Cambod thì hai loại này có gì khác nhau mà cái giá tiền của nó gấp đôi nhau vậy? Đây là trái sầu riêng Musangin nha mấy bà. Nó là giống sầu riêng của Malaysia và là mệnh danh là sầu riêng ngon nhất thế giới. Một ký sầu riêng có giá tận 220.000. Phần thịt có màu vàng tươi và cực kỳ thơm luôn. Còn giống sầu riêng Cambod của Campuchia thì cái màu nó sẽ nhạt hơn một xíu nha mọi người, và trái này một ký chỉ có 120 thôi à. Mà cái phần thịt của nó sẽ hơi ướp ướp một xíu như vậy nè mấy bà. Còn cái phần thịt của Musangin là tại nó vàng ươm luôn nha, mà cái hộp của nó thì siêu lép. Musangin cắn vào một cái thôi nha mọi người là ngập họng luôn á trời ơi. Cái muối của nó nhìn sẽ nhỏ hơn và nó ít hơn so với là cái trái Cambod nha mọi người, nhưng mà thiệt sự cái giá tiền của nó là gấp đôi đó. Nó ngọt mà không có hậu đắng luôn đó mấy bà. Còn đây là giống Cambod Campuchia nha mấy bà, cái này cũng khó kiếm lắm á nha. Phần thịt của nó thì nhiều nha, dày nha, nhưng mà cái hộp của nó cũng bự á. Và giống sầu riêng này á thì nó không có ngọt như là Musangin đâu mọi người, nhưng mà điểm béo của nó là rất đặc trưng luôn mọi người ơi. Ngọt ít nhưng mà béo thì rất là nhiều. Theo bạn thì sầu riêng nào là ngon nhất? À, tôi được chỉ cho một cái mẹo ăn sầu riêng mà không bị nóng nè mọi người ơi, là mình sẽ chế nước vô trong cái hộc của trái sầu riêng nha. Xong rồi uống cái phần nước đó là nó sẽ không có bị nóng khi mà mình ăn sầu riêng.